là thứ năm 30 tây tháng 5. Chào cả nhà. Hôm nay thì hai chồng tiếp tục đi thăm bãi rắn trên Thủ Thừa. Nay đi có vợ chồng mà, em Giang nha. Sáng con việc nghỉ nhà bữa rồi. Bữa nay đi hơi trễ. Tới. Tới nữa. Đây nè. Dời mà đợt rồi nước ngập đó. Dời. Nó dính không? Em chào cả nhà mình nha. Có gì không? Rồi rác không hả? Còn chuột quá. Rác không nè. Chuột cho mình lúa đi, chắc vậy quá. Cho lên luôn ơi. Chuột chết queo. Chuột đâu? Bắt động rồi. Còn chuột đã chạy rồi. Có cái đuôi đó. Ừ, thôi rồi. Con mình lúa đi. Còn sống. Rồi cái đầu tiên không dính. Nhiều cái thứ hai. Cái hai bà con nhất ơi. Vô lại ngay đá mía. Ừ. Đây nè. Không phải đá mía. Anh Dương đâm cái tay mà. Đó, thấy không? Ở ngoài ở trong đây. Ừ đó. Bự không? Ui anh nhì. Gì vậy? Ui anh nhì. Ui anh nhì thứ nhất. Nhì nhì xỉn. Nhì xỉn. Ừ phong kìa. Hai con luôn. Ủa con chết rồi. Thì con chết nè, tới hai con luôn. Con chết. Răng ba. Răng ba chết, răng nhì sống cũng được đi. Wow, đặt rồi. Rồi đặt lại đi. Cái thứ hai lộm hàng. Cái này chiếc rồi không có dính nữa. Cái này chứ này. Cái này là bẫy lớn lắm nè. Đây nè. Thấy không? Ở dưới á, ngon rồi ở dưới á. Thế hả? Ừ. Thấy không? Không, đâu đây? Anh đó chứ đâu? Đi lại coi, này cầm máy. Mất rồi. Đặt răng ra luôn rồi nha. Anh đưa đi mấy cái anh. Này 4 cái. 4 cái dính, 4 cái mất 1 cái. Còn 3 cái dính 3 con. 3 cái dính 3 con. Mà xài có được có 1 con. Mất 1 cái, nãy có 1 cái kiếm hoài không ra mất tiêu. Cái này 2 con mà nó ngấm hết 1 con. Được con gì đầu tiên. Đó, hồi xịn. Con nhì. Đến cây đàn con. Vì nãy mới đổ đàn con nữa nè. Hai con. Thì thiệt hại hết cái. Tầm 4 cái mất hình cái. Cái này chứ rồi bị chuột chết. Ừ. Nè nè nè. Đó, ừ, nổ đó. Sao thế nào cũng cầm phọc quá vậy? Rồi, không có phân. Kiến gì á? Ồ, mưa. Má. Rồi, kiến không à? Rồi, kiến không. Rồi, được con hình ba, nhỏ xíu à. Rồi. Mặn cỏ nữa rồi. Mặn trống lỏng rồi. Đâu ta? Đây, hình nó còn ta. Rồi dính luôn. Hình
thành ba con chuột luôn. Rồi phân rồi, không mất mà dính nữa cũng được, có lý. Cái này là khi rồi kiếm mắc dịch luôn nè, bây giờ hết kiếm rồi, nhớ rồi. Khui đó, thấy không, khủng vậy trời. Ba cái nhà khủng mục tiêu rồi trời, từng con hình ba. Bây giờ không có bắt trước đi, bắt luôn đi. Ừ, hình ba mà sáng giờ không có tàn hình ba mà. Đó, con gì đó, không có con đại nào. Trời ơi, đại ơi, đại chút xíu đi, chờ xíu mưa đi. Về mưa đại mưa đi. Ừ, quên nghỉ lì nè. Trời, tiếng mưa không có mưa không, tiếng mưa dữ lắm, mưa cho đáng chạy, sắp tối rồi không biết có mưa không. Đó, bự không. Rồi, con nữa. Con này ấu chuột ăn. Bắt chuột bỏ tôi đứa luôn. Ghê. Cho nặng. Cho nặng. Đó, trời ơi, bự. Ba. Ấu chuột. Sáng đi hai chồng quên nên thôi lưới. Ghé chị ruột mượn tôi lưới luôn. Mấy con là ba, bốn con. Bốn năm con gì vậy? Vô thăm cái này không dính rút ra luôn, giờ chỗ khác hai bà cử rồi, chỗ cái bờ ngon quá hay sao. Ừ, không chạy kỳ, đâu mất. Sao không mất được, dính gì anh, rút chi dính nè, rút dính nè, bự không anh, thôi giặt lại đi. Ăn ngon luôn á. Dính đặt lại. Rồi quá xịn. Lại phải không? Ừ, dính đặt lại. Rồi, có phần. Vô lâu rồi em. Này vô còn 5 6 ngày đó. Ngon á. Trời, tưởng không dính. Rồi. Cái giờ vậy cái chiến sao làm không dính. Chiến sao rút. Rút dính chỗ này chỗ mới dặm không sao không dính hết. Có gì không? Trời. Có phân. Không. Không quá trời luôn. Ba đi đâu? Nhìn ơi. Hả? Nhìn ơi. Đâu? Nhìn ba hai bịch lúa nặng. Ba xỉn. Rồi, ba. Mày mới đặt vô luôn. Vô lâu rồi, lúa còn. Vô lâu. Ba xỉn. Rồi còn cái trong kia nữa, giờ đi vô kia. Trời, chỉ mưa to hùi rồi, quá trời chỉ mưa luôn, cây cảnh hết rồi. Vô trong thuốc trong gó đi, có một cái giá vô đây dính dạn nữa đi. Giờ này chỉ mưa mát mát đã đỡ rồi em. Ừ, chứ giờ là 12 giờ mà không chuyển mưa, trời nắng cái này rồi đi thẳng luôn, đi là le lưỡi luôn á. Hả? Anh đặt đâu không nhớ nè. Đây rồi, anh không nhớ chỗ nào nữa nè. Nói gì đây rồi, ngoài đâu không có, ở trong này nè. Đằng kia em ơi, đi đó. Đó nè, ừ. Chút trong á. Thấy không? Hả? Con hả? Gì cho mình lúa đi. Tuyệt quốc. Con này thăm hai lần dính ráo luôn. Mà dính con đầu tiên thì xài được, con thứ hai thì xài cũng được. Con hai bị nước ngập tới xíu chừng nè, vòng vòng đó, chừng đạp đó.
Hả? Quá là xong luôn. Bự không? Ba. Rồi. Đấy. Người ta bự lắm anh. Được rồi, nè. Mình ba em ơi. Hả? Ừ. Rồi phân nè. Quá trời. Mà xịn. Rồi, dính được rồi. Có dính là được rồi, nhất nhì ba cũng được. Ngon lành. Mẹ xịt thuốc rau rồi em. Ủ ghê luôn. Giờ đặt mười mấy cái ở đây nè. Anh với Giang á. Không, anh mấy cái ta? Nhiều? 6 cái. Cái nữa đi đặt đó. Cái hay 7 cái à. Chút xíu điện này, Giang ơi. Dính à? Nữa. Hà Lan ơi. Sao? Cái gì? Ba xịn. Ba ngon. Ngon lành. Đi. Đi lại lại đằng trời à. Thầm hết nguyên giạc luôn cái bắt luôn. Cái này chiếc đồ cũng dính nữa nè. Mà dạy vô đây anh quên nữa rồi. Cái này thì nhớ cái cũ nào còn mấy cái mới dặm kìa. Con chuột. Này con chuột. Hên. Con chuột. Rồi vô đây lạc hết cái nha. Kiếm bây giờ cũng nín thở rồi. À con kiếm á. Quá trời cỏ không à. Kiếm không ra không nhớ. Lạc mất tiêu hết cái. Mình lạc mất chứ không có ai lấy đâu. Lâu anh bịt lúa còn nguyên luôn. Đó, ba luôn. Nãy gì với ba bự bự không? Ngon hơn qua những ba chút chút không? Ba nhỏ á. Này dư con gì con hạnh nhất nữa. Đó, thấy không? Coi dày không? Ba đã. Ba dày đã. Đó. Ôi, ngon anh. Ngon. Chuột còn lại kia đặt lại cái nữa xong đi tiếp vô cái này chứ rồi dính được à. Rắn chà bá luôn nè, dính hai con luôn tưởng chết nè. Này vô bỡ con nó đi, nó phải có một cặp bự chứ đây nè. Ừ đúng rồi đúng rồi. Ừ đó đó. Bên đây, bên đây. Ê. Đâu ta? Đây nè em ơi. Đây nè. Đâu đó bậy không à? Đó ừ. Thấy không? Ở đâu? Ủa đâu? Thấy không? Mất rồi. Thấy có dấu không? Kia. Đâu ở đây hả? Đi bẫy không à? Ờ vậy bên đây. Ủa sao bẫy nằm nghiêng thiện ta? Rồi vậy dính rồi. Mà muốn làm úp lửa lên luôn á. Rồi lụm. Lụm con gì? Nè con gì kéo rồi nè. Bẫy em đặt đâu phải vậy? Rồi ơi kìa. Đánh. Thầy hồng nói lụm. Ủa vậy sao kỳ vậy đó? Đăng nó vô á. Hành gì? Hành gì? Thầy hồng. Các bạn nằm nghiêm triền em đặt ngay lắm, em đâu đặt vậy đâu. Ngon lành gì, ngon lành. Lấy con trộn lên, con chừng trộn lên. Ừ, đặt ngay lại. Chỗ này không chết rắn nè. Chết rắn nhất nè. Còn đây anh? Trên đó, trong đó đó, ừ. Ờ, con gì đôi nữa nè. Rồi, dính nữa rồi. Ra đâu, coi tình hình coi, tình hình coi. Rồi, con gì vậy? Cái miệng hôm nằm tuốt trên luôn. Con gì? Con rắn. Bự không? Mình ba.
Thấy không, nó còn rắn vô. Rắn vô sao mà nó lôi nguyên cái miệng hôm lên. Nó còn trộn lôi á. Trộn á. Nãy giờ hai cái với Trang luôn á. Rồi, còn hình ba nữa. Rắn luôn. Sáng giờ dính ít quá. Hai con ba. Thằng không. Ôi, nay hai cái hai chừng hai ký mấy nữa em ơi. Này con nhì nè. Con nhì. Bắt con này xong cái hai cầm ăn cơm luôn. Cơm xong đi tiếp. Trời ơi, bự ghê không? Được rồi nè. Trên đây mới mưa xong luôn cả nhà. Mà giờ vẫn còn mưa nè. Chưa tới. Tạm tạm là hai chồng sáng nay thăm cho nó hết bẫy. Mưa là chỉ sao thăm ngon nha em. Đây nè em. Mưa chỉ sao thăm có lý á. Chỉ sao giác nắng gì á. Ừ. Chỉ sao thăm là có lý á. Cái gì không? Con chuột. Con chuột à? Cho mình lúa đi. Chín hành luôn. Ê, chín hành kìa, con, mà con chuột à? Con chuột luôn. Mẹ, ba, ba. Nè, thay bẫy đi. Mày bắt cái ra để nó giúp. Để đi. Anh vô thăm cái trong kia cho. Khủng vậy. Rồi nha te. Ý con rắn ba à, rắn vô lâu dữ rồi. Ba đó 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 nè dở lên. Ừ ở trong ở trên á thì vòng vòng ở đó kiếm đi. Có không? Có gì vậy? Nữa hả? Ba không vậy? Cái nhất là được rồi. Thôi. Ba không nữa chứ. Nè cho nó bịt lúa đi. Rồi. Ba không à. Chưa. Đây nè, đây nè. Không phải. Dở lên. Ừ, vòng vòng hết á, kiếm đi. Ừ, dở lên trong đó, ừ. Bên kia, ừ, vòng vòng hết á. Có không? Gì vậy? Đó mà. Đó đó. Anh đặt con giống đó mà ta. Nè. Đâu rồi. Gì vậy? Có không? Không có luôn. Đây nè. Giọng đây nè, chúng đâu á. Rồi, nè. Rồi, không phải. Có gì vậy? Gì mất rồi. Nè, rồi. Rồi, 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 dính luôn nè. Dính luôn kìa anh. Rồi, rắn nè, chà bá lửa luôn nè. Ôi, anh, ôi, còn chuột luôn kìa. Còn chuột luôn hả? Nè, anh, anh. Con chuột bụng. Bụng thấy bụng này nữa. Làm gì? Thật nằm đây kiếm đâu không. Nó còn dòng đặt đây mà. Cái này không mới dời đây, không đặt đằng kia. Cái không dính, hai lần không dính, dời đây. Đó, ừ. Đó. Thấy không? Thấy không? Ôi, ôi chuột. Chuột rú ra. Không dính hả? Không. Cái gà hôm kìa ta. Còn chuột.
sao vậy? Ờ, rồi bỏ vô đi. Chuyến sau thì dính con dọn. Dọn khủng. Đi. Lặn à. Mình te rùa luôn. Thấy thuốc kia kìa. Nắng quá cũng la. Nắng đúng rồi, nắng cũng la. Mà mưa cũng la. Mưa cũng la. Như đây anh em. Đây có hai cái. Đó, thấy không? Chuột. Còn chuột không? Còn chuột luôn. Còn chuột. Còn chuột không? Cho bịch lúa. Rắc rắn luôn cả nhà. Trời mưa quá trời mưa. Đi nãy giờ hai chồng ngon ngót. Chịu quá trời luôn rồi. Em cào luôn. Mấy con? Ba con. Ba con. Nãy giờ thăm ba con. Hai cái không dính gì hết. Hai cái không dính gì, vừa trong hai cái ngon quá, mới dặm. Không dính. Thế sao dính? Ngồi, ngồi vậy. Rồi ba. À, ngon à. Ba đã ha. Ba vậy là ngon ngon không? Vô. Mưa thì lạnh. Nắng, nắng thì đi mệt. Nắng thì không nổi. Này dạng nhưng mà nắng không ưa mưa không chịu. Hành bự nè anh. Thế giờ không có còn hành nhất nữa. Chưa có còn hành nhất. Thế hành ba, ba ngon nè. Hành ba, hình như con gì vậy? Hình như ba hành không? Hành này vậy ba. Ba. Ba ngon. Rồi, chắc được 2 kg rưỡi ạ. Đâu 3 kg á. 3 kg à? Còn có 3 cái nữa hết. 3 cái cuối. Đây nè. Bên đây nè. 3 cái dính còn rồi. Một con thôi, ăn ủi khúc cuối. Thấy không? Ủa. 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 Không dính. Rồi. Tổng kết cả nhà, bữa nay thất thủ nữa rồi, hôm giờ nắng quá, bữa nay mới mưa, mưa để trứng sao quá, trứng sao mới ngon. Giờ mưa trứng sao trúng, nhiêu? Ba ký chẳng luôn. Ba ký hả? Không ba ký được rồi. Còn 2 ký chín. Kệ ba ký được rồi, chứ giờ không được cũng mới được. Ngày được 3 ký vậy. 3 ký à? Rồi, em chào tạm biệt cả nhà mình nha. Chào tạm biệt cả nhà, hẹn gặp lại.